được khán giả biết đến trong vai trò của chương trình Cà Phê Sáng cũng như hàng loạt phim truyền hình dài tập, Minh Hà là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý. Dạo vừa qua, cô còn dướng tin đồn đã đường ai nấy đi với Chí Nhân. Trong khi Chí Nhân bị bắt gặp xuất hiện cùng gái lạ, Minh Hà cũng út mở ẩn ý về anh người yêu khiến ai nấy tò mò. Mới đây, trang Facebook của Minh Hà lại làm dân tình chú ý khi bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong tình yêu. Minh Hà ngày càng xinh đẹp và sắc sảo. Chỗ dựa của Hà. Hôm qua thấy Hà mệt, hôm nay gửi tới 7 hộp lính làm sẵn, dặn ăn trọn một tuần cho khỏe. Tình cảm là thứ đẹp và quý nhất trên cuộc đời này là thế. Đáng chú ý hơn cả là cả hai mặc áo đôi, tay nắm tay rất tình tứ. Đặc biệt, Minh Hà và chàng trai kia còn đeo nhẫn đôi, nhìn thoáng quá cũng thấy có giá trị không hề nhỏ. Khỏi phải nói, dân tình đang rất tò mò danh tính chỗ dựa của Minh Hà. Chàng trai nào may mắn khi chiếm được trái tim của cô xinh đẹp đây? Bận đồ đôi, đeo nhẫn đôi, Minh Hà và người ấy khiến nhiều người rất ghen tị. Tầm này năm ngoái, Minh Hà cũng từng khoe nhẫn kim cương.